Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở. Luật lâm nghiệp được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật gồm 12 chương, 108 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, gồm quy định chung, quy hoạch lâm nghiệp, quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, đánh giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp, quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm, điều khoản thi hành. Một số điểm mới của luật lâm nghiệp năm 2017 đó là mở rộng phạm vi điều chỉnh, coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế xã hội, thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, thay đổi về chế định sở hữu rừng, khẳng định việc giao đất giao rừng cho người dân, quy định chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, dịch vụ môi trường rừng, chế biến và thương mại lâm sản. Sau hội nghị này, các ngành địa phương sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân, sớm đưa luật vào cuộc sống.